Ngày nay chúng ta sẽ tập trung hơn vào các những phần ổ ổ bụng. Cái nội dung của ngày nay là em đi vào hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là về nguyên tắc sử dụng kháng sinh theo kinh nghiệm, và vấn đề thứ hai chúng ta lựa chọn kháng sinh trong các phần ổ bụng nói chung. Về điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm thì thế nào là theo kinh nghiệm, và điều trị là xác định theo kinh nghiệm là chúng ta sẽ điều trị từ 48 cho đến 72 giờ đầu trước quả nuôi cấy, và điều trị xác định hay còn gọi là điều trị theo đích, tức là chúng ta điều trị trực tiếp vào tác nhân cụ thể nếu mà chúng ta đã xác định được các vi khuẩn gây bệnh. Còn trong trường hợp chúng ta đã xác định nhưng mà kết quả nuôi cấy âm tính thì chúng ta vẫn căn cứ vào điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm và các đánh giá trên lâm sàng chúng ta tiếp tục. Về một số các nguyên tắc trong điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm, điều đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng, thường chúng ta sẽ sử dụng các kháng sinh phổ rộng hoặc là các phối hợp kháng sinh để chúng ta tập trung vào các cái căn nguyên mà chúng ta nghi ngờ là bệnh nhân mắc phải. Thứ hai là chúng ta không cố gắng bao phủ mọi vi khuẩn khi điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm, mà chúng ta phải căn cứ trên dịch tễ học của vi sinh tại cái vị trí mà ta chẩn đoán là bệnh nhân nhiễm khuẩn. Thứ ba là chúng ta sẽ xuống thang nhanh nhất khi khi có thể. Xuống thang thì cũng có thể là chúng ta giảm các loại kháng sinh cũng như là chúng ta chuyển từ đường tiêm sang đường uống. Và thứ tư là chúng ta quyết định độ dài và điều trị trước khi bắt đầu. Ví dụ là trước khi chúng ta bắt đầu liệu pháp kháng sinh, chúng ta cũng phải nghĩ đến là bệnh nhân này sẽ điều trị trong vòng bao lâu, và chúng ta cần phải cân nhắc đến và theo dõi colcarbonatin. Thứ sáu là triệu chứng vẫn có thể tồn tại thậm chí là khi mà vi khuẩn đã bị tiêu diệt, ví dụ như là các cái triệu chứng trên X-quang thì vẫn có thể tồn tại. Vì vậy chúng ta là đích của chúng ta không hướng đến việc là chúng ta sẽ điều trị cho bệnh nhân triệt để tất cả các cái biểu hiện về mặt hình ảnh như là các triệu chứng của bệnh nhân. Và cuối cùng là các xét nghiệm về lâm sàng X-quang cũng có thể bất thường có ở trong cái ý thứ sáu, nhưng mà ta nhấn mạnh hơn về các cái xét nghiệm. Vậy thì trước khi sử dụng kháng sinh theo kinh nghiệm, chúng ta phải cân nhắc những vấn đề này. Đầu tiên là vị trí vi khuẩn chính là vấn đề quan trọng nhất. Thường là bệnh nhân sẽ có một vị trí nhiễm khuẩn, nhưng cũng có thể có những bệnh nhân có cả hai hoặc là nhiều hơn các nhiễm khuẩn. Cái vị trí nhiễm khuẩn thì sẽ cho chúng ta những cái về các khuẩn thường gặp. Thì một lát nữa ở cái phần lựa chọn kháng sinh cho cái những khuẩn bụng ấy, thì em cũng đưa ra một số tên của các khuẩn và ở các vị trí thường gặp theo các nghiên cứu mà người ta có đánh giá đến. Tiếp theo là chúng ta sẽ tối ưu cái chẩn đoán vi sinh, cái gọi là tối ưu chẩn đoán vi sinh. Vì sao? Bởi vì là chúng ta sẽ không thể nào biết một cách chính xác các cái chẩn đoán, thậm chí có thể là chúng ta rất muốn khoảng xét nghiệm vi sinh là âm tính chẳng hạn. Thì tối ưu thì chúng ta sẽ phân lập mầm bệnh và dựa trên các kinh nghiệm lâm sàng, ví dụ là chúng ta phân tập và kinh nghiệm lâm sàng ta có thấy rằng ví dụ những phần ngoài da thì là vi khuẩn nào, và phân lập chính là cái xét nghiệm mà chúng ta thường bỏ quên, bác sĩ thường bỏ quên hoặc là bỏ sót. Ví dụ như là chúng ta nghĩ đến vi khuẩn cũng có thể là nấm hoặc cũng có thể là cái lao chẳng hạn. Đó, thì chúng ta cũng cần phải căn cứ trên các xét nghiệm để chúng ta có thể có được cái câu trả lời cũng chính xác hơn. Còn một cái ý nữa là nhiều khi cái tối ưu chẩn đoán vi sinh nó không chỉ là trước khi bệnh nhân trước khi sử dụng, mà trong cái quá trình và sau khi sử dụng chúng ta cũng cần phải đánh giá. Thì một số bác sĩ thì chúng ta chỉ nhớ đến là trước khi sử dụng, nhưng thậm chí là ví dụ như có con gì ở đây thì cô cũng biết là biến đổi của bệnh nhân trên thực tế lâm sàng rất là đa dạng. Ví dụ trong quá trình làm việc bệnh nhân có thể mắc thêm các vi khuẩn mới, hoặc là bệnh nhân phát sinh ra các cái chủng kháng chẳng hạn, chúng ta cần phải đánh giá thêm các bạn để tạo ra lâm sàng của bệnh nhân có vấn đề gì đó, có thể phải thêm xét nghiệm. Về khám lâm sàng thì chúng ta bác sĩ sẽ rất là thành thạo rồi, tuy nhiên thì em nhấn mạnh thêm cái tiền sử liên quan đến vấn đề hơi nhiễm với thuốc và hơi nhiễm vi khuẩn. Tiền sử hơi nhiễm thì có hai vấn đề, và thuốc và vi khuẩn trong vòng 30 ngày là cái khoảng thời gian mà chúng ta nghi ngờ đến.
Ví dụ bệnh nhân có dùng kháng sinh trong vòng 30 ngày không, hoặc là bệnh nhân có mắc vi khuẩn kháng nào đó trong vòng 30 ngày không, hoặc tiền sử. Ví dụ bệnh nhân đã từng mắc khuẩn kháng sinh trong vòng 30 ngày, mặc dù là bệnh nhân đã khẳng định là đã được điều trị triệt để khỏi, nhưng mà đây chính là cái phơi nhiễm và ta sẽ là cái căn cứ để ta sử dụng kháng sinh chính xác hơn và các bệnh lý mắc kèm. Yếu tố gợi ý là các vị trí nhiễm khuẩn, tính chất mủ và hình ảnh X-quang. Thì cái này các bác sĩ cũng đã nắm được em xin skip. Kháng sinh đường uống và kháng sinh đường tiêm tĩnh mạch. Khi mà chúng ta đã xác định được kháng sinh, thậm chí cái đường dùng cũng là cái mà người ta hay lăn tăn đến, thì chúng ta không biết là nên dùng đường uống hay là đường tiêm tĩnh mạch. Tất nhiên là với theo trên lý thuyết, với những cái kháng sinh mà được uống mà có sinh khả dụng cao mà em ở trên slide đây, ví dụ như là fluoquinolone, linazolid rồi sulfamethoxazole hay metronidazole, đây là các kháng sinh mà có sinh khả dụng rất cao, tức là trên 80%, thậm chí là fluoquinolone, levofloxacin và moxifloxacin là trên 90%. Thì chúng ta nghĩ rằng là nó là tương đương với đường tĩnh mạch. Tuy nhiên ở một số các nhiễm khuẩn nặng mà chúng ta cần cái đáp ứng nhanh hay khởi phát nhanh của thuốc thì chúng ta vẫn phải dùng cái đường tĩnh mạch và tiêm bằng. Tuy nhiên khi nào chúng ta được phép sử dụng qua đường uống, khi mà bệnh nhân có đáp ứng rồi ta chuyển qua đường uống vẫn đảm bảo được cái nồng độ thuốc tối ưu trong máu. Tuy nhiên chúng ta lúc đấy không cần cái tốc độ nữa thì chúng ta chuyển sang cái đường uống của bệnh nhân, hoặc là bệnh nhân sẽ giảm cái số ngày nằm viện cho bệnh nhân tạm viện, nhưng dùng 3 ngày năm viện chúng ta thời gian chúng ta xác định là bệnh này ta dùng 3 ngày như là học sinh đã biết rằng việc này. Và chúng ta quan trọng để cái chú ý nồng độ thuốc tại các mô đích. Vâng, nồng độ thuốc tại máu là một cái vấn đề quan trọng, tuy nhiên nó sẽ không tương đương với tại mô. Vâng, tại mô có thể cao hơn cũng có thể thấp hơn, có những ví dụ như là các vi khuẩn tại xương hoặc vi khuẩn não thì nồng độ thuốc tại hai cái vị trí này thường là thấp hơn so với nồng độ thuốc tại mô. Thì chúng ta thấy rằng là thực tế khi mà các hướng dẫn thì người ta cũng đưa ra các cáo rồi, ví dụ như là nhiễm khuẩn não, diễn biến nhiễm khuẩn vùng não thì chúng ta sẽ có thể làm một gấp một gấp 2 lần so với nhiễm khuẩn thông thường. Thì thực tế thì sẽ đã được thời điểm khởi đầu thì có một vấn đề là chúng ta bác sĩ thường có thói quen là khi bắt đầu chẩn đoán ra một nhiễm khuẩn chúng ta sẽ sử dụng kháng sinh ngay. Tất nhiên ở một số các cái nhiễm khuẩn, ví dụ sốc nhiễm khuẩn thì thời điểm bắt đầu kháng sinh nhất định thành công, ta không được trì, không được trì. Tuy nhiên ở một số các nhiễm khuẩn chúng ta có thể thường người ta chỉ hoãn lý do thì thường là người ta đợi kết quả của phân lỏng chứ không phải là không thể sử dụng ngay. Ví dụ như viêm nội tâm mạc đông vi khuẩn tán cấp hoặc viêm tủy xương, viêm đĩa đệm, với những cái bệnh nhân đó thường là bệnh nhân dùng kháng sinh trong vòng vài tháng nên chúng ta đợi 3 ngày để có cái kết quả phân lỏng quy. Tuy nhiên với một số những phần khác thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay, nhưng trước khi bắt đầu bệnh nhân chúng ta sẽ lấy mẫu bệnh phẩm phiên giải kết quả. Thế thì trước thì chúng ta sẽ quan tâm đến phân lỏng, nhưng chúng ta không biết rằng là bên cạnh cái sự phân lỏng để xác định ra tên như vậy, chúng ta còn có những cái xét nghiệm và để đánh giá cái tính nhạy cảm của kháng sinh đối với vi khuẩn đó. Tức là chúng ta biết rằng là chúng ta không chỉ kháng thể trên bệnh nhân mà chúng ta cần kháng thể trên cả vi khuẩn nữa. Vi khuẩn trên một bệnh nhân này thì cũng có thể giảm khác hẳn so với vi khuẩn trên bệnh nhân khác. Chính vì vậy nên cái kết quả của những cái đánh giá tính nhạy cảm của kháng sinh thì chúng ta ngoài cái là sinh đồ này, nhạy kháng và trung gian ra thì chúng ta còn có cái xét nghiệm là nồng độ chế với tuyệt tập mix của một số các loại kháng sinh. Thì hiện tại ở bệnh viện em đã có chụp ảnh vài lần liên quan đến những xét nghiệm nồng độ chế đối thiểu cho một số loại kháng sinh của bệnh viện thì có thực hiện được. Thì khi mức độ nhạy thì vì các bạn thì các bác sĩ cũng biết rồi là cái nồng độ các bạn biểu các đỏ ấy nó là một con số thôi, nhưng mà ví dụ nó là con số là 5 nanogram trên ml chẳng hạn, thế nhưng mà 4,9 thì nó cũng khác với cả là 2 và 3, cho nên là cái mic thì cung cấp cho ta một cái con số rất cụ thể.
về mức độ nhạy cũng như là mức độ kháng, trong khi cái phiên giải kết quả kháng sinh đồ chỉ cho chúng ta là định tính thôi, tức là nhạy hay là kháng hay là trung gian, thì cái xét nghiệm là mic cho chúng ta một cái quyết định ở trên định lượng đó. Thế thì chúng ta với một số cái vi khuẩn, trong trường hợp mà bệnh nhân mà nhiễm khuẩn nặng, chúng ta có thể cân nhắc để chỉ định cho bệnh nhân cái xét nghiệm mic này, có thể là chúng ta cân nhắc được đưa được ra cái liều kháng sinh chính xác hơn và rất hữu ích trong trường hợp chúng ta xuống thang. Ví dụ cùng là kháng nhưng mà bệnh nhân cái mic này nó lại giảm, thì chúng ta có thể chúng ta sẽ xuống thang. Chúng ta biết rằng là mic càng cao thì cái mức độ kháng càng càng lớn, còn mic càng thấp thì chứng tỏ là cái mức độ nhạy tốt hơn, đúng không ạ? Và một cái định nghĩa nữa liên quan đến diệt khuẩn so với tiệt khuẩn, thì ở những cái chương trình đào tạo bác sĩ cũng như là dược sĩ trước đây, thì cái khái niệm diệt khuẩn với tiệt khuẩn nó mang tính chất rất là cố định. Tuy nhiên ở gần đây hoặc những năm gần đây thì các nhà viện y văn càng ngày càng chứng minh những khái niệm diệt khuẩn và tiệt khuẩn nó không có tính chất cố định. Ví dụ trước đây mình khẳng định là kháng sinh beta là kháng sinh diệt khuẩn, tuy nhiên thì cái đấy cũng chỉ có cái tính chất tương đối thôi ở cái liều dùng thông thường. Tuy nhiên với những kháng sinh ví dụ amoxicillin nó là kháng sinh diệt khuẩn, nhưng nếu các bác sĩ sử dụng với cái liều nó dưới liều thông thường, tức là không đạt được cái liều điều trị đấy, thì nó không sẽ không có tác dụng diệt khuẩn cả, đúng không? Và ngoài ra ở một số những kháng sinh mà chúng ta đã xác định nó là kháng sinh diệt khuẩn, ví dụ như kháng sinh macrolide hoặc là cụ thể trên lâm sàng là azithromycin, thì nó là kháng sinh diệt khuẩn. Tuy nhiên với nếu chúng ta dùng những liều ví dụ diệt khuẩn với những liều thông thường là 500 mg mỗi ngày mỗi 20 giờ, nhưng khi chúng ta dùng liều gấp 4 lần thông thường, tức là liều 2 gram, mà chúng ta có cái phác đồ điều trị lậu 2 gram liều duy nhất đấy, thì nó lại không còn là diệt khuẩn nữa. Lúc này cái tác dụng của azithromycin nó lại là diệt khuẩn. Thì em muốn nói là cái khái niệm diệt khuẩn và diệt khuẩn nó chỉ cho chúng ta cái khái niệm này khi chúng ta dùng liều thông thường, còn khi chúng ta bệnh các kháng sinh diệt khuẩn chúng ta dùng tăng lên ví dụ gấp 4 lần thông thường, gấp 4 lần hoặc thậm chí gấp nhiều hơn, thì cái kháng sinh diệt khuẩn cũng có thể có tác dụng diệt khuẩn, hoặc ngược lại một kháng sinh diệt khuẩn dùng không đạt liều thông thường, liều không dùng để điều trị sẽ chỉ có tác dụng diệt khuẩn thôi. Vì vậy cho nên là cái diệt khuẩn và diệt khuẩn có cái ý nghĩa như vậy. Về vấn đề kết hợp, thế thì kết hợp kháng sinh với những năm gần đây thì chúng ta cũng có cái nguyên tắc nó một cách rộng hơn rất là nhiều. Nguyên tắc của cái kết hợp kháng sinh là chỉ phối hợp các kháng sinh khi kháng sinh có tác dụng hiệp đồng để chống lại vi khuẩn. Vậy thì làm thế nào để chúng ta biết nó có tác dụng hiệp đồng? Thì thông qua các y văn thông qua nghiên cứu thôi, còn không có nguyên tắc cách thức thì là phối hợp kháng sinh diệt khuẩn kháng sinh diệt khuẩn đi em slide vậy, đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta chỉ kết hợp kháng sinh khi có tác dụng hiệp đồng, khi tiêu diệt đi, và cái tác dụng đem lại là chúng ta tiêu diệt cái vi khuẩn một cách nhanh hơn, và thường là chúng ta phối hợp trong những nhiễm khuẩn nghiêm trọng và mở rộng phổi, cũng như là một cái tác dụng là để ngăn chặn phát sinh các tác dụng khác. Thì yếu tố vật chủ cũng là cái vấn đề mà chúng ta phải quan tâm đến, thì chúng ta lựa chọn kháng sinh, lựa chọn thuốc, nhưng chúng ta phải quan tâm đến khoảng 4 yếu tố chính. Thứ nhất chúng ta tăng cận tuổi, tiền sử dị ứng và mang 4 yếu tố là một yếu tố chính mà chúng ta quan tâm. Ở yếu tố vật chủ tức là chúng ta quan tâm đến thuốc, quan tâm đến vi khuẩn với cái phân lọc rồi tính nhạy cảm, đúng không ạ? Nhưng chúng ta phải quan tâm đến cái yếu tố vật chủ là yếu tố con người. Vậy thì ví dụ như ở trên một đối tượng mà suy giảm chức năng, chúng ta cần điều chỉnh liều, ở trên một đối tượng là có tiền sử dị ứng, chúng ta không lựa chọn được kháng sinh theo cái tiền sử đấy thì chúng ta cũng phải rất cá thể. Vậy thì chúng ta cũng quan tâm đến những cái yếu tố đó là đặc điểm trường hợp của các kháng sinh. Chúng ta cũng đã rất quen thuộc với những khái niệm này là kháng sinh phụ thuộc vào thời gian, kháng sinh phụ thuộc vào nồng độ, để chúng ta thay đổi cái cách dùng thuốc. Ví dụ kháng sinh phụ thuộc vào thời gian thì chúng ta kéo dài cái thời gian sử dụng thuốc, tức là ví dụ chúng ta sử dụng tăng số lần dùng, chúng ta truyền kéo dài. Với
kháng sinh phụ thuộc vào nồng độ thì chúng ta chọn tối ưu cái liều dùng cho mỗi lần chúng ta giảm số lần dùng, ví dụ như là là kháng sinh adenosine chẳng hạn, hay là quinolone chúng ta giảm số lần dùng. Hiệu quả tại vị trí và tại cái vị trí nhiễm trùng thì ví dụ như là nồng độ ở những nơi mà nồng độ kháng sinh thấp hơn so với máu như là mắt, dịch não tụy, hoặc áp xe từ vùng kiến và xương, thì chúng ta chú ý là có những kháng sinh chúng ta nếu chúng ta biết lựa chọn tốt thì nó sẽ ngấm tại vị trí đó tốt, ví dụ như là quinolone thì lại đạt nồng độ cao ở tuyến tiền. Cho nên là có một cái vấn đề nếu bác sĩ chỉ quan tâm đến cái kháng sinh đồ thôi là nhạy hay là kháng thôi thì chúng ta vô hình chung là dù nó nhạy đấy nhưng nó không vào cái vị trí nhiễm khuẩn thì nó sao nó không có tác dụng. Cho nên là cái kết quả của kháng sinh đồ đấy cũng cộng theo cái hiểu biết về kháng sinh đấy tại cái mô đích, ví dụ chúng ta đang nhắm đến là nhiễm khuẩn gì đúng không ạ, thuốc thì chúng ta lựa chọn đấy cũng nó tốt và cái vị trí hay là không. Chính vì vậy do việc là các cái hướng dẫn các cái guideline của các hiệp hội ví dụ như là IDSA chẳng hạn thì người ta đã cân nhắc đến tất cả vấn đề này rồi, người ta mới có thể là người ta khuyến cáo. Và ví dụ như là sinh ra các thế hệ rồi một hai mắc COVID thì không qua được hoàn toàn, thì không dùng không viên bản nào theo dõi nồng độ thuốc trong máu để áp dụng trong điều trị và TDM thì đây là một cái ứng dụng mà bệnh viện của chúng ta đã áp dụng được khoảng tính đến nay là 4 năm rồi, và hai cái kháng sinh là vancomycin và amikacin. Với một số bác sĩ thì nó là rất quen rồi nhưng mà nhiều bác sĩ thì chưa quen rồi. Thế tuy nhiên thì đây là em có lựa chọn hai cái kháng sinh là vancomycin và amikacin là hai cái kháng sinh mà chúng ta sử dụng phổ biến và yêu cầu bắt buộc ta phải thực hiện cái xét nghiệm này. Thế thì tại sao? Thì bởi vì tại sao phải dùng? Bởi vì là nếu chúng ta dùng liều thông thường với tất cả bệnh nhân thì nó sẽ không đáp ứng tất cả. Và cái nồng độ theo dõi cái PDM là giúp cho các bác sĩ đưa ra một cái quyết định về cái liều dùng thuốc một cách chính xác hơn. Và tất nhiên nồng độ thuốc và chính vì vậy mà em nghĩ rằng mà nếu trong khả năng cho phép với những cái nhiễm khuẩn và quá 24 giờ mà phải sử dụng thuốc ấy, chúng ta nên nên sử dụng thì trong thời gian tới áp dụng đối thuốc ví dụ như là một số các cái thuốc kháng nấm hoặc là nếu chúng ta có áp dụng cái thuốc điều trị không được thì chúng em cũng sẽ theo đó thì sẽ phát triển cái kỹ thuật PDM này cho các khác. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại là sẽ chỉ có hai cái thuốc vancomycin và amikacin là cần phải sử dụng PDM này. Cái thời gian điều trị thì chúng ta chọn được thuốc rồi, chọn được liều dùng rồi, chọn cách dùng, nhưng cái thời gian điều trị thì vẫn là cái mà chúng ta sẽ thì thường là các khuyến cáo họ đã đưa ra rồi. Thì em nghĩ rằng là bác sĩ thường hay lo lắng mà dùng nếu mà sau 5 ngày có đủ không, tất nhiên chúng ta đánh giá lâm sàng và đánh giá lâm sàng của bệnh nhân cần đáp ứng 5 ngày 3 ngày. Tuy nhiên thì chúng ta nghĩ rằng là ở một số các nhiễm khuẩn không cần thiết kéo dài, ví dụ không biến chứng nhiễm khuẩn tiết niệu không biến chứng ở phụ nữ chẳng hạn thì có thể sử dụng 3 ngày đó, hoặc là các nhiễm khuẩn khác phải kéo dài hơn ví dụ như là viêm nội tâm mạc thì 4 đến 6 tuần, và các nhiễm nấm xâm lấn thì có thể đến vài tháng, hoặc là viêm tủy xương có thể đến vài tháng. Ở đây các bạn ở khoa cơ tốt đã có lần các hội chẩn để sử dụng kháng sinh đến 6 tháng đó, tức là nếu chúng ta phải tuân thủ cái thời gian này, tuy nhiên phải đánh giá đáp ứng trên thực tế bệnh nhân. Đánh giá đáp ứng thì dựa trên các chỉ tiêu nào, trên các xét nghiệm thì tất nhiên chúng ta biết rồi, xét nghiệm để đánh giá về cái tình trạng nhiễm khuẩn rồi xét nghiệm hình ảnh phụ thuộc vào tùy vào vị trí thôi, xét nghiệm lâm sàng về vi sinh. Em xin vào cái phần thứ hai của bài giảng là kháng sinh kinh nghiệm trong nhiễm khuẩn ổ bụng. Thế thì nhiễm khuẩn ổ bụng là cái các nhiễm khuẩn do viêm hoặc do rối loạn tiêu hóa và ít gặp hơn là do các nhiễm khuẩn từ các vị trí khác như là tiết niệu phụ khoa họ lan đến, và thường là do nhiều loại vi khuẩn. Tại sao lại lựa chọn những nhiễm khuẩn ổ bụng? Thứ nhất là đây là nhiễm khuẩn phức tạp, ở đây là nơi mà nhiều vạn khuẩn, nhiều vi khuẩn, đánh giá sử dụng kháng sinh phối hợp kháng sinh rất là khó. Chính vì vậy cho nên là chúng ta cũng
trao đổi về cái này có lẽ là đúng nhu cầu của các bác sĩ hơn. Bao gồm các vi khuẩn nào em sẽ được nhấn mạnh ở bài này? Có viêm phúc mạc, nhiễm khuẩn đường mật, Acinetobacter, viêm ruột thừa, viêm túi thừa, vi khuẩn sau khi mất cái vi khuẩn dạng ví dụ là sau khi đục vỡ ruột chẳng hạn, do chấn thương phẫu thuật. Thì cái này các cái tài liệu mà em áp dụng là theo up-to-date và theo xem phỏng 2022, cho nên là nếu bác sĩ nào cũng phụ trách được xem phỏng thì dễ hơn. Tất cả đều là có cái tính chất, thứ nhất là em thực hiện cái phần này gồm có những nội dung. Thứ nhất là viêm phúc mạc, và vì đã có đưa ra là nguyên nhân vi khuẩn thường gặp, và sau đó là chúng ta sẽ first line, tức là chúng ta lựa chọn ban đầu, chúng ta lựa chọn thay thế trong trường hợp là chúng ta không lựa chọn được các cái thuốc ở hàng một thì chúng ta sẽ chuyển qua hàng hai, và có một số những cái chú ý trong quá trình điều trị của bác sĩ. Ví dụ như viêm phúc mạc thì chúng ta nên sử dụng các chất nào, ví dụ như là cefotaxime 2 gram mỗi 8 giờ, ibuprofen paclitaxel mỗi 6 giờ, ceftriaxone mỗi 24 giờ, hoặc là cái này là hoặc. Còn nếu bệnh nhân dị ứng chúng ta cân nhắc đến ciprofloxacin mỗi 12 giờ, nhưng thường chúng ta nên sử dụng một trong bốn sự lựa chọn. Ở hàng hai là người ta sẽ sử dụng meropenem kết hợp với daptomycin. Thế này thì chúng ta có, thì daptomycin hiện tại có Việt Nam nhưng mà chưa có tại bệnh viện. Thì chúng ta trong trường hợp bệnh nhân suy giảm chức năng thận, chúng ta có thể phối hợp với cả chúng ta có thể sử dụng albumin. Thời gian điều trị ít nhất là 5 ngày. Viêm phúc mạc thì ít nhất là 5 ngày cho chúng ta thông thường cũng tốt hơn. Còn với trong trường hợp mà bệnh nhân bị vỡ thủng áp xe mà gây ra viêm phúc mạc, tức là nó tùy vào nguyên nhân viêm phúc mạc mà do áp xe, thì cái căn nguyên nó có thể là ngoài những căn nguyên thông thường có thể có những cái vi khuẩn khác, thậm chí là có cả thực phẩm xanh, các vi khuẩn đường ruột khác gây ra. Thì nếu ở mức độ cũng có hàng một và hàng hàng hai, hàng một chúng ta ngoài pyrazinamide thì chúng ta có thể có hai lựa chọn khác là oseltamivir và mucin mỗi mỗi 24 giờ. Và nếu nặng hơn thì chúng ta sẽ sử dụng hoặc là dero hoặc ipi hoặc là doripenem. Doripenem thì cũng có tại Việt Nam và bác sĩ có nhu cầu thì em cũng sẽ nhập, mà hiện tại là bệnh viện chưa có nhu cầu. Thế thì trong quá trình đánh giá sử dụng kháng sinh, chúng ta cũng sẽ lại đánh giá lại cái cocalcitonin. Ở hàng hai thì chúng ta sẽ cân nhắc đến sử dụng quinolone, nhưng mà kháng sinh quinolone có một cái đặc điểm là không có phổ do kỵ khí hoặc là phổ rất là nhẹ. Ví dụ ciprofloxacin có cái tính là nhạy cảm mà với cả một số các cái vi khuẩn kỵ khí nhưng mà nó nhẹ thôi. Vì vậy chúng ta phải phối hợp thêm metronidazole. Ở những kháng sinh này chúng ta không cần phối hợp thêm metronidazole. Em nhắc lại vì nhiều khi chúng ta có một thói quen là cứ cần những khuẩn là dùng metronidazole. Nhưng có một số kháng sinh, ví dụ carbapenem, pyrazinamide carbapenem thì chúng ta không cần. Đấy. Và nếu trong trường hợp dùng SIBO thì chúng ta sẽ quy đến dùng metronidazole. Còn chúng ta có thể sử dụng thêm pin. Còn nặng hơn nữa chúng ta sẽ cân nhắc đến cái liều hoặc là cái ceftazidime avibactam. Cái này chúng ta có ở bệnh viện nhưng mà vẫn có thể phối hợp với metronidazole, hoặc là ampicillin phối hợp với metronidazole và amikacin, AG là viết tắt của aminoglycosid. Bệnh nhân bị nhiễm trùng túi mật thì có thể là viêm túi mật, viêm đường mật. Thì first line của chúng ta là ở mức độ thông thường chúng ta chọn một trong hai cái phác đồ là pyrazinamide tazobactam mỗi 6 giờ, hoặc là hàm lượng 4,5 gram. Chúng ta ở bệnh viện có 4,5 gram, chúng ta sẽ tiêm hoặc truyền trong vòng mỗi 8 giờ, hoặc là dùng oseltamivir 1 gram mỗi 24 giờ. Nếu đe dọa tính mạng chúng ta chuyển qua imipenem hoặc là meropenem. Thế còn hàng hai tức là trong trường hợp chúng ta không có ở hàng một, chúng ta chọn C3 nhẹ 3 kết hợp với metronidazole hoặc oxy, hoặc là cipro hoặc levo kết hợp với cipro. Mucin có cover của kỵ như là cần. Viêm tụy thì nếu trong trường hợp mà bệnh nhân bị viêm tụy mà có viêm tụy hoại tử, tất nhiên không phải viêm tụy nào cũng phải
sử dụng kháng sinh. Tuy nhiên viêm tụy mà có nguy cơ bị hoại tử, ta sẽ sử dụng imipenem, simvastatin hoặc là metronidazole hoặc là mosin. Nếu tình trạng nặng thì chúng ta sẽ chú ý đến là bình dẫn lưu đúng không ạ, cộng với cả xác định cái tính nhạy cảm của cái dịch đó để chúng ta đánh giá xem vi khuẩn. Và nếu trong trường hợp mà sau hoại tử thì chúng ta cân nhắc đến vitacilin, tazobactam hoặc là mosin. Hàng hai chúng ta dùng quinolone phối hợp với metronidazole. Quinolone không phải là cito hoặc là levo. Viêm ruột thừa áp xe qua nội môn thì ở cái nhóm bệnh nhân điều trị viêm ruột thừa, tất nhiên là viêm ruột thừa này viêm ruột thừa ta điều trị bảo tồn đúng không ạ, thì có những nhóm bệnh nhân sau là nhóm bệnh nhân ngoại trú, tức là chúng ta cho bệnh nhân về thì chúng ta dùng thuốc uống. Thế thì dùng thuốc uống chúng ta dùng cái gì, chúng ta dùng amoxicillin, dùng liều là 1 gram nhân 2 lần mỗi ngày hoặc là 1.625 2 viên 2 lần mỗi ngày. Nếu kháng hoặc kháng với beta-lactam chúng ta sẽ dùng cái trimethoprim sulfamethoxazole ngày 2 lần và sito cũng ngày 2 lần. Levo thì nếu mà là liều 750 chúng ta phải làm ngày 1 lần và phối hợp với metronidazole. Còn hàng hai dùng moxifloxacin. Nếu bệnh nhân là nội trú nhưng ở mức độ nhẹ thì chúng ta cân nhắc một trong ba cái phác đồ là piperacillin, tazobactam hoặc ertapenem hoặc mosin. Còn nếu hàng hai thì chúng ta không có những cái thuốc bảo hàng một thì chúng ta sẽ dùng quinolone là dạng sipo hoặc levo phối hợp với metronidazole. Còn bệnh nhân nội trú ở mức độ nghiêm trọng đe dọa tính mạng thì dùng meropenem, imipenem, simvastatin. Hàng hai là ampicillin, metronidazole, ba thuốc phối hợp ampicillin metronidazole phối hợp với sifloxacin hoặc là levofloxacin, hoặc là chúng ta phối hợp với amikacin hoặc là zantamicin. Đó, chúng ta thay quinolone ở bên trên thành aminoglycosid ở hàng hai của dạng thay thế. Bệnh nhân nội trú nặng mà lại dị ứng với cả penicillin và cephalosporin thì chúng ta chỉ có thể là phối hợp với ciprofloxacin hoặc là levofloxacin với metronidazole, không còn cái gì. Với Acelac thì chúng ta chủ yếu Acelac là do thường là do tụ cầu. Thì nếu chúng ta nghi ngờ tụ cầu, tức là nếu chúng ta nghi ngờ hết thì chúng ta phối hợp hết đúng không ạ? Nếu mà chúng ta chỉ nghi ngờ là do tụ cầu thì chúng ta thường là nó do viêm màng trong tim rồi những khoản huyết vân vân dẫn đến gây viêm gây áp xe lách. Nếu nghi ngờ do tụ cầu thì chúng ta sẽ sử dụng oxazolin nếu mà là tụ cầu nhạy cảm với penicillin. Còn tụ cầu kháng penicillin tức là MRSA thì chúng ta dùng vancomycin. Có những kiểu là lại còn nghi ngờ cả loại tụ cầu kháng penicillin và cả chạy lên xin để phối hợp cả hai. Vâng. Còn nếu trong trường hợp nghi ngờ do nhiễm nấm Candida thì chúng ta sử dụng một trong ba loại là điều trị cái thuốc kháng nấm là amphotericin B hoặc là gluconazole hoặc là cascoconzim. Nếu chúng ta kháng thì chúng ta sử dụng ipratumab tazobactam, tức là vi khuẩn mà đang kháng. Còn cái dạng hàng hai mà phối hợp các kháng sinh thì chúng ta thường là phối hợp những loại này trong trường hợp hàng hai. Acelgam thì phổ biến là do Gleixiana nhưng mà trong một số trường hợp hiếm hơn thì là do một số các vi khuẩn khác, ví dụ như là Gleixiella pneumoniae hoặc là một số vi khuẩn đường ruột Hammon. Chúng ta sẽ sử dụng một trong hai loại kháng sinh chính là ceftriaxone hoặc pipasilin phối hợp với metronidazole. Hàng hai chúng ta không thể, tức là sự lựa chọn thứ hai của hàng một là metronidazole phối hợp với quinolone thì có thể là sipo hoặc là levo. Còn liệu pháp thay thế chúng ta sẽ sử dụng metronidazole phối hợp với cả ertapenem. Đối với nhiễm khuẩn vị khí thì chúng ta sử dụng pipetazo, ertapenem đơn độc không cần phải phối hợp với metronidazole. Tức là nếu mà vị khí nhưng vấn đề là áp xe gan có thể là nó do nhiều cái vi khuẩn không phải chỉ có vị khí.
đấy. Tất nhiên là viện phí là chắc chắn rồi đúng không ạ, nhưng mà nó sẽ phải phối hợp, có thể phối hợp với những vật gì đấy để chúng ta là kinh nghiệm và không có rõ đáng sang ngang không, thì tất nhiên nếu chúng ta dẫn lưu hoặc là chúng ta dùng ERCP để chúng ta dẫn lưu thì ta có những cái để điều trị đích hơn thì chúng ta mới sẽ biết được cái rõ như vậy. Còn là viêm dạ dày ruột, tức là tiêu gọi là rối loạn tiêu hóa, nhân bị viêm dạ dày ruột không gây ra rối loạn tiêu hóa ở cái mức độ tiêu chảy, ở cái mức độ là nhẹ hay là vừa hay là nặng. Nhẹ thì có lẽ chúng ta không cần phải sử dụng cái gì cả, bệnh nhân dùng dịch truyền, chế độ ăn không dùng sữa, tránh caffeine, vừa thì giảm lưu động cộng dịch truyền. Nếu nặng thì chúng ta sẽ sử dụng quinolone hoặc là sinpro hoặc levo trong 3 năm ngày, hoặc là azithromycin uống một liều duy nhất trong mỗi 24 giờ. Nếu mà nghi ngờ có clostridium difficile thì chúng ta sẽ phải bổ sung thêm vancomycin. Tất nhiên là nếu chúng ta nghi ngờ clostridium difficile thì cái này khám lâm sàng có bác sĩ đánh giá thì tốt rồi. Tuy nhiên chúng ta phải đánh giá cái gọi là cái phơi nhiễm với một các bệnh nhân có sử dụng kháng sinh trước đó kéo dài không, để gây ra bị nhiễm clostridium difficile không. Thì em chưa có kinh nghiệm lắm, nhưng mà nếu mà do clostridium difficile thì chúng ta sẽ uống vancomycin. Vâng, cái này đấy bác sĩ chú ý, đây là kháng sinh rất nhạy với clostridium difficile nhưng chúng ta không truyền mà lại uống. Thế thì vancomycin chúng ta đúng biết rồi, đây là cái thuốc nó không hấp thu qua đường tiêu hóa, nó không có dạng bình, chúng ta không thể nào uống được đúng không ạ, nó chỉ có dạng đường đường truyền thôi. Nhưng ở nước ngoài nó có đường uống riêng chỉ để điều trị vi khuẩn này, clostridium difficile, ở nước ngoài đâu, Việt Nam thì không không có. Nhưng ở Việt Nam mình thì thường không có nhiều dạng bào chế lắm, ví dụ cô thủy kia thì không có colistin ký ký dung, thì mình lại phải lấy colistin ở dạng truyền tĩnh mạch để ký dung cho bệnh nhân. Còn ở đây cũng thế thôi, ở trên bạch mai người ta vẫn có colistin ở dạng truyền để uống cho bệnh nhân, bắt buộc phải lấy pha uống cho bệnh nhân. Đấy. Tất nhiên là chúng ta điều trị như thế là chưa phải là chuẩn, nhưng lúc này chúng ta chỉ có cái sự lựa chọn vậy thôi, mình không có cái dạng colistin dạng bào chế mình uống. Thế thì chúng ta uống như vậy thì nó không hấp thu nhưng mà nó điều trị trực tiếp trên đường tiêu hóa cho bệnh nhân với vi khuẩn này. Thế thì nếu trong trường hợp không phải dùng vancomycin thì mà mức độ nhẹ, corticoid mức độ nhẹ thì chúng ta sẽ sử dụng metronidazole ngày 3 lần đó, nhưng mà nó chỉ điều trị ở trong cái mức độ nhẹ hơn thôi, chúng ta nghi ngờ corticoid đó ở mức độ nhẹ. Còn ở hàng hai chúng ta thay thế là chúng ta sẽ dùng cái gọi là bisacodone thôi, cái này đến người dân thường cũng biết đúng không ạ, nhưng mà nếu trong trường hợp nghi ngờ có corticoid thì vẫn phải uống vancomycin đúng không ạ. Rất dạ dày tá tràng thì để mà nói về rất dạ dày tá tràng có thể nói cả một bài, nhưng mà ở đây là các hướng dẫn của xem phỏng thai thì có mấy cái bắt đầu thì em gợi ý cho mọi người, nhưng mà có lẽ bài này là không đủ, có thể viêm rất là tá tràng thì có hạng một là bismuth 4 thuốc, tức là có bismuth 4 thuốc thì chúng ta dùng bismuth có 2 dạng, bismuth dạng keo và dạng salicylate, thì chúng ta phối hợp với PPI rồi phối hợp với metronidazole rồi với tetracycline. Còn phác đồ 4 thuốc mà không có bismuth thì chúng ta vẫn dùng PPI, dùng amoxicillin phối hợp metronidazole và phối hợp với cả azithromycin, và chú ý là không thay thế bằng azithromycin ạ, một azithromycin. Hàng hai trong trường hợp mà hàng một bệnh nhân thất bại ở hàng một, chúng ta sẽ dùng bismuth, PPI, levo kết hợp với amoxicillin điều trị trong vòng 14 ngày, và đây là điều trị của PPI đánh giá đáp ứng trong vòng sau 8 tuần. Đây là hướng dẫn của sản phẩm các bạn. Với các dạ dày tá tràng này thì có nhiều hướng dẫn, không phải chỉ mỗi sản phẩm này, mà đây là có thể mọi người sẽ có những cái hướng dẫn nó khác hơn, bởi vì cái tình trạng kháng của vi khuẩn HP cũng rất là nghiêm trọng. Thứ nhất là thường cái cơ chế bệnh sinh của các nhiễm khuẩn ổ bụng là nó phát sinh khi mà cái hàng rào bảo vệ niêm mạc bình thường bị phá vỡ, và chính vì vậy mà cái vi khuẩn đường ruột bình thường sẽ xâm nhập vào các khoang bụng. Thế chính vì vậy các vi sinh thường có là E. coli, Yersinia, Postus, Enterobacter rồi các liên cầu khuẩn vào các vi khuẩn bị, và lựa chọn kháng sinh theo kinh nghiệm
các bệnh nhân nặng thì tất nhiên chúng ta phải điều trị càng sớm càng tốt, và chúng ta sẽ lấy máu cái tiểu, sau đó chúng ta sẽ sử dụng. Bệnh nhân không nặng thì chúng ta cũng có thể là gì, nếu có thể chỉ hoãn nên chỉ hoãn để cho phép có cái kết quả của kháng sinh đồ và vi sinh, ta có thể đưa được lựa chọn kháng sinh tốt hơn. À, trên đây là cái bài giảng của em, thì cái bài giảng nó có tính chất lý thuyết, tuy nhiên thì trong cái quá trình mà khi các bác sĩ có cái vấn đề gì cần trao đổi, ta sẽ trao đổi. Rồi em xin không.